Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì hiện tại thì cả thế giới của chúng ta đang chống chọi với lại một cái đại dịch do virus corona gây ra, và Việt Nam chúng ta thì sẽ không ngoại lệ. Đó, cho nên là việc mà chúng ta giữ gìn sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội thì Duy khuyên các bạn nên là sử dụng khẩu trang khi mà tiếp xúc với người khác, hoặc là chúng ta phải tăng cường uống nhiều nước, cũng như là nhiều cái tăng cường thêm cái vitamin C để mà chúng ta sẽ tăng cái sức đề kháng để chống chọi với lại những cái vi khuẩn, những cái virus bên ngoài gây ra. Và ngoài ra thì chúng ta cần phải hạn chế cái việc mà đi đến những cái khu vực đông người, những cái khu vực mà ăn uống bên ngoài. Nếu mà chúng ta có thể mà tự mà chuẩn bị đồ ăn á, thì Duy nghĩ là đó là một cái cách mà tốt nhất. Thì hạn chế cái việc mà ăn uống bên ngoài cũng như là đi ra ngoài thì trong cái mùa này thì Duy nghĩ là các bạn nên cố gắng. Đó. Ok, các bạn cho Duy xin phép là tháo cái khẩu trang ra nha. Thì cái đại dịch do virus corona lần này sẽ ảnh hưởng mạnh đến cái không chỉ là đến sức khỏe của chúng ta mà còn ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế của đất nước. Thì mặc dù là cái đại dịch lần này nó mới xảy ra thôi, mới diễn ra thôi, chưa có cái số liệu thống kê chính thức, nhưng mà các bạn sẽ thấy là nó sẽ ảnh hưởng rất là rõ rệt đối với tất cả những cái loại hình kinh doanh, chẳng hạn như là du lịch. Ngoài ra thì có thể là ảnh hưởng không nhỏ đến cái việc mà xuất nhập khẩu. Thì các bạn đã biết thì cái trái thanh long là một cái trái mà chủ yếu chúng ta xuất khẩu sang cái thị trường Trung Quốc là chính. Thì trước đây với cái giá là khoảng 37.000 đồng một ký, thì hiện tại bây giờ chỉ còn có 5.000 đồng một ký thôi. Cho nên đây là một cái ví dụ rất là điển hình. Và những cái trung tâm thương mại, những cái khu vực ăn uống mua sắm ở tại thành phố Hồ Chí Minh bây giờ thì rất là vắng khách, bởi vì là mọi người rất là e ngại khi mà đi ra bên ngoài, e ngại khi mà đến những cái khu vực mà đông người. Đó, vì vậy mà Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy cũng sẽ không ngoại lệ. Và những cái dòng xe bên Duy thì trước đây thông thường khách hàng phải đặt và chờ khá là lâu mới có thể là có xe, nhưng mà hiện tại bây giờ bên Duy vẫn đang có sẵn để mà giao xe đến đến quý khách hàng. Và các bạn đã biết thì cái việc mà kinh doanh những cái mặt hàng mà xa xỉ, những cái mặt hàng mà đẳng cấp thì tiềm ẩn những cái rủi ro nhiều hơn. Cho nên là Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy sẽ giảm giá rất là mạnh cho những cái dòng xe mà chẳng hạn như là dòng xe E-Class, dòng xe C-Class, hoặc kể cả cái dòng xe S-Class, từ 50% đến 100% thuế trước bạ, và với số lượng cực kỳ ít. Thì đây cũng là một cái cơ hội cho những cái anh chị, những các bạn nào mà đang có nhu cầu mà muốn mua một chiếc xe Mercedes-Benz trong cái thời điểm này. Và có thể nói đây là cái thời điểm mà có thể nói là giá cả tốt nhất từ trước đến giờ ở cái thời gian sau Tết như thế này. Hy vọng là cái đại dịch lần này nó sẽ sớm kết thúc để mọi thứ nó sẽ trở về đúng cái quỹ đạo của nó. Và chắc chắn một điều là những cái chương trình khuyến mãi cũng như là những cái giá cả của Mercedes-Benz nó cũng sẽ điều chỉnh sau cái đại dịch này. Thì một lần nữa thì hy vọng là cái đại dịch này sẽ sớm kết thúc. Và nếu mà các anh chị và các bạn đang muốn mua một chiếc xe trong thời điểm này thì các bạn có thể là gọi trực tiếp qua cho Duy qua số điện thoại là 0914653979. Hy vọng là Duy sẽ giúp ích cho các anh chị và các bạn chọn được một cái chiếc xe hợp lý, an toàn và với cái giá cả tốt nhất. Và Duy xin chúc cho các anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui, và có một năm mới gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi mới. Ok, xin chào các bạn.